Hỏi từng cái đi sư, trả lời từng cái. Có nghĩa là đầu tiên là làm sao để mà phát triển giữa cái tấn căn và cái định tâm định căn, đúng không? Để phát triển cái tấn căn á, nó như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải nghĩ tưởng về những cái nỗi khổ của những cảnh giới sa đọa. Ví dụ như bây giờ mình đang buồn ngủ, mình đang dễ dãi, mình đang lười biếng, thì phải nghĩ là giờ phút này nè, bao nhiêu chó, bao nhiêu bò, bao nhiêu gà, bao nhiêu heo đang bị lùa vô cái lò giết mổ. Và nếu như mình lười biếng như vậy thì đó là cái nơi mình sẽ đi về. Và khi mà mình đi về như vậy thì chắc chắn là mình thua rồi. Cho nên mình phải nỗ lực. Hoặc là chúng ta cảm thấy nóng, cảm thấy đau, thì khi đó chúng ta phải phát triển những cái tấn căn bằng cách nào? Chúng ta thấy đó, cái nóng này nó không bằng một góc của cái nóng ở địa ngục. Cái lạnh buổi sáng sớm như vậy nó không bằng một góc cái lạnh ở địa ngục. Cái đau khi mà ngồi thiền như vậy nó không bằng một góc cái đau của địa ngục. Mà bây giờ mình không chịu nổi. Tới hồi mình xuống địa ngục thì không chịu nổi cũng phải ráng chịu. Mà chính bởi vì chúng ta không chịu nổi như vậy, nó là cái nhân để mà sau này mình có cơ hội tiếp tục đi địa ngục. Cho nên bây giờ chúng ta phải nỗ lực, chúng ta tinh tấn. Rồi chúng ta còn một cách khác là suy nghĩ. Tất cả các thành tựu ở đời chỉ có thể có được là nhờ vào cái sự tinh tấn. Mình tu mà lè ngàn kiểu như vậy, lúc thì lui sụp, tu hành mà có cơn, thích tu không thích thôi. Lúc siêng thì tu, còn lười nghỉ. Thì chắc chắn là chúng ta không thể thành tựu được cái gì ở đời chứ. Đạo pháp thì dang dở mà đời thì nó dở dang. Và quý vị phải nhớ một chuyện. Hành trình nào thì cứu cánh đó. Chúng ta dễ vui, chúng ta chơi bời, chúng ta sướng bây giờ, thì cái luân hồi là cái chỗ đến của chúng ta. Mà luân hồi là còn khổ, còn già, còn bệnh, còn chết, còn khổ dài dài. Còn nếu như chúng ta nỗ lực tinh tấn thì giải thoát nó chính là chốn về của mình. Nó sẽ là cái sự thoát khỏi luân hồi. Cho nên nếu như mà mình thấy cái chuyện tu hành nó là quan trọng, thậm chí là mình sợ khổ á, thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta tinh tấn. Rồi chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện á, mình là đệ tử của một vị chánh đẳng giác. Xét theo gia phả đó thì mình cũng quy y với một vị sư nào đó, mà một vị sư thì cũng sẽ quy y nương nhờ một vị sư khác nữa, và cứ như vậy thì thế nào nó cũng lòi ra có liên hệ với những cái dòng thánh, những vị thánh, ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Anuruddha, ngài đó, rồi xa hơn nữa là của một vị chánh đẳng giác. Đức Phật đã nỗ lực 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, cái máu ngài đổ ra nhiều hơn nước trong 4 biển, xương ngài bỏ ra nhiều hơn núi Tu Di. Để chi? Để ngài thành Phật quả chánh đẳng chánh giác. Mà bây giờ không lẽ bây giờ mình lười biếng, mình phụ lòng các ngài hay sao? Cho nên đó cũng là một cái lý do để chúng ta tinh tấn. Và một cái nữa để mà chúng ta phát triển cái tinh tấn á, là hãy gần gũi những người bạn phù hợp và tránh xa những người bạn không phù hợp. Đó là gì? Những người bạn tinh tấn hãy thân cận họ, thân cận những người tinh tấn. Còn những người mà dễ vui, những người không tinh tấn,
tránh xa họ. Họ có thể là những người rất giỏi, họ có thể là những người giữ giới ngon lành, họ có thể là những người giỏi về mặt này hoặc mặt khác, nhưng mà họ là một người lười biếng, người không tinh tấn. Thì trong giai đoạn này mình nên tránh xa họ, nên gần gũi những người tinh tấn và tránh xa những người không tinh tấn. Và thường suy nghĩ coi cái sự tinh tấn của mình như vậy đã đủ hay chưa. Nhờ như vậy cái tấn căn của quý vị thì nó sẽ phát triển. Cái thứ hai là cái định. Quý vị phải nhớ như vậy: định nhiều, định mạnh á, thì cái tấn nó sẽ ảnh hưởng. Mà cái tấn mạnh á, cái định nó sẽ ảnh hưởng. Bởi vì tấn mạnh nó sẽ chạo cử, tấn quá mạnh nó sẽ chạo cử, mà chạo cử thì định không được. Tại vì quý vị cứ nghĩ mà mình, dù mình đi thiền nhiều quá, hoặc mình làm việc nhiều quá, mình làm cái gì nhiều quá, cái thân mình á nó mệt mỏi, quý vị ngồi thiền ngồi không nổi. Còn khi mà cái định nó mạnh á, cái tấn nó sẽ yếu, nó dẫn tới hôn trầm. Tại vì khi mình định á, định êm quá, êm quá, ngồi hồi là gục. Nó giống như một ngày Hòa Thượng Thanh Từ, ngày Hòa Thượng nói đó, cái lúc mà quý vị mới tập ngồi thiền á, chân nó đau, mà nhờ đau như vậy mình không có ngủ. Tại lúc đó nó tấn nó mạnh á, nhưng mà mình lại bị trào cử. Do tấn nó mạnh quá mình bị trào cử. Tới hồi ngồi lâu rồi nó êm chân, nó quen chân á, nó không đau nữa đó. Lúc đỉnh nó mạnh, nó gì lại hôn trầm. Rồi, cho nên hai thằng này nó phải cân bằng nhau. Thí dụ như mà tấn mình đang mạnh quá, mình đang trào cử, thì phải dùng cái định, phát triển cái định lên để hạn chế cái tấn. Còn nếu như mà cái định nó mạnh quá mà mình đi hôn trầm, nâng cái tấn lên để nó cân bằng với cái định. Thì cái định á, muốn phát triển cái định thì phải làm sao? Thứ nhất, quý vị phải rành rẽ về các cái đề mục thiền định. Ví dụ như đề mục hơi thở, phải rành rẽ về nó, rành rẽ những cái kỹ thuật về nó, rành rẽ làm sao để mà mình vào định, làm sao để mà mình ra định. Rành rẽ trong các oai nghi, làm sao để mình vẫn có thể định trong khi đứng, trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi nằm. Rành rẽ mà. Ngài Giác Nguyên ngày nói, chúng ta thì chưa có nhập định, chúng ta mới có định nhập thôi, chưa có nhập định đâu. Sơ thiền thì chưa có, thiền sơ sơ thì có nhiều. Đó. Thì chúng ta phải rành rẽ về các cái đề mục thiền. Rồi sau nữa, tiết chế những cái oai nghi cho phù hợp. Ví dụ như ngồi nhiều quá đau chân, đau quá nó không thiền được, thì phải biết đổi oai nghi. Chứ không có lý do gì mà mình cứ nhịn cơn đau mà mình ngồi thiền, tiếp tục ngồi thiền để làm chi. Suốt thời gian hành thiền chúng ta chỉ làm được mỗi một việc là đấu tranh với cơn đau hết. Thiền không thấy, nó là sai lầm. Phải biết các cái oai nghi phù hợp. Đau quá không hành thiền được thì đổi oai nghi, đứng dậy đi. Và đi một hồi đó mà đau chân, đau lưng quá, đi không nổi nữa thì ngồi. Phải có các cái oai nghi phù hợp. Đó là cái sự khéo léo khi hành thiền. Còn nữa, bớt nói, bớt nói và bớt nghe, cũng như thu thúc các căn còn lại. Khi mà chúng ta phóng tâm, chúng ta nhìn đủ thứ tùm lum ở ngoài hết trơn á, xem phim, xem ca nhạc, thậm chí chúng ta đọc sách, đọc truyện, khi chúng ta ngồi thiền nó bắt đầu nó rội lại những cái mà mình vừa tiếp xúc trong suốt ngày hôm đó, quý vị sẽ không cách nào quý vị hành thiền được. Cái định nó sẽ không phát triển. Và ngay đó là những cái mà nó sai. Ngay cả như những cái cần thiết, ví dụ như học đạo, thì cũng nên hạn chế ở mức độ vừa phải. Khi mà quý vị tập trung, quý vị hành thiền á, học đạo là điều tốt, nhưng mà khi đó chúng ta hạn chế lại vừa phải thôi, đừng có học quá. Tại khi học quá đó, thì khi mình ngồi thiền á, cái đoạn kiến thức đó nó bắt đầu là nó replay lại, nó phát lại trong đầu mình á. Lúc đó mình cứ nghe văng vẳng văng vẳng văng vẳng là vị thầy vừa mới giảng, lúc đó cũng thiền không được,
thành ra hạn chế. Rồi chúng ta phải có những cái chú xứ phù hợp. Đương nhiên nếu mà quý vị đại căn đại duyên, quý vị ở những cái nơi nào quý vị cũng tu được thì thôi sư không nói. Nhưng mà đa phần nó cần, với những người mới bắt đầu, nó cần một cái chú xứ xa vắng, ít ồn náo. Đừng có nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, tu lại. Quý vị, quý vị mà ở nhà quý vị tu được, quý vị đâu có tới đây. Quý vị ở chợ quý vị tu được, quý vị đâu có tới đây. Cái hàng mà ở đâu tu cũng được là cái thứ gì đó mình không nói tới. Còn cái thứ này không phải vậy. Cho nên quý vị cần một nơi để nó hỗ trợ cái chuyện mà chúng ta hành thiền. Rồi sao nữa? Quý vị phải giữ giới trong sạch. Giới quý vị mà không trong sạch, tới năm giới, năm giới cư sĩ là có vấn đề, quý vị hành thiền nó sẽ trạo cử, nó sẽ hối hận, nó sẽ phát sanh. Cho nên muốn định tốt, quý vị phải giữ giới. Giới nó không sinh ra định, nhưng mà định nó nằm ở trên nền tảng của giới. Nếu giới có vấn đề, định nó sẽ không phát sanh. Rồi còn cái nữa mà sư lạ như vậy nè, nói vậy chứ không thấy ai ghi chép, không biết quý vị có nhớ hết hay không. Để mà định được tốt á, quý vị phải thu xếp công việc của mình. Tránh cái chuyện mà khi chúng ta đang hành thiền ngon lành, chết cha hồi nãy như kho cá quên tắt bếp là chết. Hoặc là chết rồi, chuẩn bị cái deadline tới rồi, hạn chót tới rồi mà mình chưa có làm xong, biết vụ này về sắp xếp công việc sao, là chết. Chúng ta phải thu xếp hết tất cả những công việc. Xong rồi đó, chúng ta mới rảnh rỗi chúng ta hành thiền. Chứ còn mình hành, hoặc là khi chúng ta hành thiền á, chúng ta phải dẹp hết những thứ đó qua một bên. Chứ mình hành thiền mà mình còn chứa mấy thứ đó trong đầu, còn những cái băn khoăn như vậy, quý vị cũng không hành thiền được. Hoặc là xem mình có hứa với ai cái chuyện gì đó mình chưa làm hay không, thì nó cũng sẽ khiến quý vị không hành thiền được. Đó. Và cái phương pháp cuối cùng là chúng ta phải làm sao cho cái hỷ nó phát triển, thì nó sẽ làm nền tảng cho định nó phát triển. Hỷ phát triển bằng cách nào? Hỷ lạc phát triển bằng cách nào? Thứ nhất là mình tạo nhiều công đức. Ví dụ như là, thí dụ hôm nào đó quý vị hành thiền, cái định quý vị nó không có tăng trưởng, cái định nó không có yên, thử làm chuyện đi bố thí. Đi bố thí, thí dụ như mình xách một cục tiền, hoặc là mình xách mấy hộp cơm vậy đó, mình đi ra ngoài thấy ai nghèo ai khổ mình cho. Sư không nói vô chùa mất công gì, nói là ông này không dụ vô chùa. Đi ra ngoài đường ai cũng được, thậm chí con chó con mèo cũng được. Hoặc là mình đi mình phục vụ cái đường ngoài sân nhà nhà quý vị, cái đường trong xóm trong làng quý vị đó, kệ người ta muốn nói sao đó, mình cầm thử, mình cầm cây chổi ra ngoài đó mình quét cái sân, hoặc mình hút rác. Vậy chứ biết làm mấy chuyện nhỏ nhỏ, chứ tới hồi vô ngồi thiền nó ngọt. Là mình tạo cái phước á, những cái phước nhỏ nhỏ vậy đó, nó nâng cái hỷ lạc mình lên. Rồi quý vị phải làm cho cơ thể chúng ta thoải mái bằng cách nào? Tắm, vệ sinh sạch sẽ chỗ ở, tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Tự nhiên cơ thể mình thoải mái, mình ngồi thiền nó cũng yên hơn. Thì đó là hai cách để mà quý vị phát triển cái tấn và cái định.